Cái gì vậy? Anh kỳ cục quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy Trâm? Cái gì có chuyện gì con? Thôi thôi thôi. Cái gì đó mà khóc dữ vậy? Chú. Hả? Có chuyện gì? Anh này nè. Sao? Anh nói con á là ăn cắp xe. Xong cái ảnh đi theo con, anh bắt con về đây. Phải chỉ nhà chỉ cửa cho ảnh, nhưng mà con đâu có ăn cắp xe đâu. Trời ơi, trời ơi, tại sao con làm điều tác tệ vậy hả? Này cả chú không tin con à, cái mặt con vậy mà con đi ăn cắp xe chú. Được rồi, chú tin. Trời ơi, cô ơi, cô làm ơn cô đừng có khóc lóc nữa, cô đi, nãy giờ ngoài đường người ta nói tôi đánh cô kìa. Kìa. Chú coi đó. Cổ á, con thấy cổ lắm la lắm lét, cô đẩy xe người ta đi mà cổ không có cái chìa khóa. Là cô ăn cắp xe của người ta chứ còn gì nữa. Rồi. Hồi nãy giờ tôi giải thích anh không hiểu, chú nói một câu mình tiếp. Rồi, để chú nói. Được, bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi cậu nè, cậu có tin tôi hay không? Thì có. Có đúng không? Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy chú có nhà cửa đổ đây rồi, ăn mặc cũng đàng hoàng. Còn đó? Còn cô này hả? Coi lại. Không. Trời ơi, đừng có trong mặt bắt hình dung vậy là chết cậu à. Tôi khổ quá, tôi đã nói là tôi không muốn cắp xe mà. Thôi được rồi, từ từ. Trâm à, bây giờ đầu đuôi câu chuyện sao? Con kể cho chú với cậu này nghe đi, để cho người ta giải quyết cho con. Chuyện là vậy. Con á, có bầu với anh Minh rồi. Nhưng mà anh Minh á, ảnh vô tư lắm. Con đã lần lượt nói với anh là về nhà nói với ba má qua cưới con đi. Nhưng mà anh không chịu. Nên con nói với anh là con sẽ tự tử. Mà anh không tin. Mà nói lời phải giữ lấy lời. Con quyết định con chạy xe ra cầu. Xong con tắt máy. Con để xe trên cầu. Xong con leo lên thành cầu. Con quên cái chìa khóa xuống dưới sông. Con leo lên. Con chuẩn bị nhảy. Chuẩn bị nhảy là con sợ chết đúng không con? Đúng không? Con sợ chết đúng không? Dạ không, con sợ mất xe. Xong con leo xuống. Leo xuống rồi con dắt xe con đi. Con dắt xe con đi trên đường con đi. Thì con gặp cái anh này. Thôi được rồi, cậu thanh niên kia. Tôi lấy cái danh dự, cái uy tín, cái ngôi nhà hoành tráng của tôi thề với cậu luôn. Là con bé Trâm, nó là người tốt, nó không bao giờ ăn cắp xe của ai hết. Được chưa? Thì thôi, tạm tin cô đó. Mà thiệt tình á, mấy cô, mấy cậu trẻ bây giờ hở một chút cái đòi sống đòi chết à. Có cái chuyện gì đâu mà đòi sống đòi chết. Như tuần rồi đó hả, cũng có một cô kia yêu bạn trai 10 năm rồi cái leo lên cầu tự tử. May là nhà tôi gần đó đó, tôi cũng ra kịp. Ủa, nói vậy là anh ở gần đó, anh hay ra cứu mấy người tự tử lắm hả? Thì đúng rồi. Công nhận anh rảnh hả? Nó làm anh cứu chi, tôi muốn chết mà. Tôi muốn chết lắm. Mày khùng quá Trâm mà. Khùng quá đi à. Thôi, cô làm ơn cô bình tĩnh lại đi. Bây giờ tôi nè, tôi sẽ dắt cô đi kiếm cái anh Minh đó. Tôi sẽ dạy cho hai người một bài học. Cái gì đâu còn trẻ mà cái đời sống đời chết hoài vậy? Đúng rồi, ý kiến hay. Thằng Minh đó ở trên lầu 2 á, cậu dẫn con nhỏ lên dạy hai đứa bài học giùm tôi đi. Nhanh, đi. Đi liền. Dẫn lên lầu. Rồi, đi rồi, đi học xong rồi đi chết. Để tôi chết đi. Trời ơi, cô, anh Minh đâu? Anh Minh đâu rồi? Để tôi chết đi mà, trời ơi. Nhảy xuống dưới cô đè chết người ta làm sao? Hả? Trời ơi, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Anh thấy tôi oan ức hồn, trời ơi. Anh đi tội cho tôi hồn. Rồi anh Minh đâu? Tôi mà biết anh đây. Dừng hình. Trời đất ơi, quá đáng lắm rồi nha. Bắt quả tang rồi nha. Trời ơi, tôi không ngờ luôn nha. Các người không cần phải nói, nhưng mà những hình ảnh này sẽ là bằng chứng trước tòa. Chị không ngờ em luôn nha Trâm. Em đang có bầu. Bầu của em là bầu của anh Minh. Vậy mà em đem ngoại tình với thằng này. Ngoại tình? Cái gì chị nói cái gì vậy? Ngoại tình cái gì? Cô đừng có ăn nói bậy bạ nghe chưa. Cô có thể nói tôi là ăn trộm hay ăn cướp gì cũng được, nhưng mà tôi cấm cô. Tôi cấm cô nói tôi là người thứ ba nghe chưa. Cấm gì? Chính mắt tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. Cấm gì? Tôi khổ quá mà. Bây giờ chị không tin đúng không? Không có chị tôi... không tin. Tôi cắt tay cho chị coi. Máu. Ê, chưa có cắt mà máu gì? Một vũng máu đây nè. Máu của ai? Trời. Máu của ai? Ghê quá vậy. Mà trời ơi, trong phòng này có tôi với anh Minh nữa. Còn máu của tôi thì máu của anh Minh chứ máu của ai? Khoan đã, bình tĩnh. Cái này là không có đơn giản đâu. Nhưng mà máu của anh Minh. Nhưng mà sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Máu ở đây không, nhưng mà Minh... xác ở đâu vậy? Tôi biết rồi. Vậy là anh Minh có chuyện gì rồi? Anh Minh ơi. Trời ơi. Tôi
tôi biết rồi là cổ cổ gây lộn với anh Minh xong cổ giết anh Minh. Đúng, tại sao lại không là lý do này? Trâm ơi, rồi vậy cô mới là đi tự tử. Em với Minh gây lộn với nhau, trong lúc tức giận quá, thú tính trong người em nổi lên, em không kiềm chế được, em đã đâm anh Minh chết, em sợ quá, em lôi xác anh Minh ném xuống dưới sông để phi tan. Tình cờ cái anh này anh nhìn thấy, em mới chối tội bằng cách là em giả bộ, em kêu là em tự tử. Trời ơi, trời ơi, em thật là dễ sợ. Sao cái bản hoàn hảo vậy mà tôi không nghĩ ra, mà hai người có thể nghĩ ra như vậy chứ? Hai người đừng có quá đáng. Đem cô lên công an. Đi báo công an. Xác nhận. Đứng lại. Đứng yên đó. Có khi nào cô giết mình luôn không? Mình hai người lận mặt, đâu có gì đâu mà phải sợ. Em là đàn ông, có gì em khống chế nó nha. Đứng yên. Cái gì? Hai người coi đi. Có bao giờ máu ở một cái hiện trường án mạng mà có rau răm, có luôn đậu phộng chứ? Máu mà có rau răm và đậu phộng chính là tiết canh. Cái này ngon lắm á. Ủa? Bước ra đi, lật mặt nhau nói chuyện đi. Tôi hiểu nhau quá rồi. Bước ra đi. Ủa em? Mới về hả em? Hai người mới qua chơi hả? Trời đất ơi. Ủa anh ơi, em nói nghe nè, bước ra đây em nói nghe nè. Đây, bước ra đây em nói nghe nè. Anh bị chảy máu chỗ nào? Anh ơi, trên cơ thể anh chảy máu chỗ nào mà chảy ra rau răm và đậu phộng vậy? Anh chảy máu chỗ nào? Em bữa nay còn bị đặt làm tiếp canh hả? Dàn cảnh với tôi nữa hả? Em tại nhìn tiết canh thèm quá, mua về cái tự nhiên cái lóe lên cái suy nghĩ, cái tính tạo hiện trường giả lừa em. Mà ai vậy? Vợ anh thông minh ghê á, vợ anh nhìn cái là đoán được tiết canh liền à. Cái chiêu này đó nha, là thằng bạn của anh đó nha, nó xài với vợ nó là vợ nó chuyển diện liền luôn á. Anh tính chọc em cho vui chút gì. Trời đất ơi, làm nãy giờ hết hồn, tưởng bà Trâm bả bị đa nhân cách nữa chứ. Hết hồn à, thôi đi. Đi đâu? Trời ơi, đi ăn tiết canh, nhìn không thấy thèm hết trơn rồi. Đi. Trời ơi Trâm ơi, nghe chú nói đi. Cái chuyện nó có bé tí à, con đừng có xé cho nó to. Rồi con đòi tự tử là con làm tội nghiệp thằng chồng của con, hiểu không? Bỏ qua đi con. Chú đừng nói gì nữa, con đã quyết định rồi. Lần này con phải chết. Thôi. Lần này con phải làm cho lớn chuyện. Trâm, em bình tĩnh, em nghe chị nói nè. Đây nè, chị với anh Hải hả, nhiều khi cãi lộn dữ lắm, ảnh còn quánh chị nữa đó. Nhưng mà chưa bao giờ chị có ý định tự tử hết. Mình phải trân trọng cái sự sống mà cha mẹ mình nó mang nặng đẻ đau mang tới cho mình, em hiểu không? Nói đúng đó con. Em rất là thương chị, em rất là đồng cảm với chị. Chị luôn là người chia sẻ với em. Chị yên tâm, hằng đêm em sẽ về tìm chị để hai chị em mình tâm sự. Còn bây giờ đừng ai nói gì nữa. Thôi. Đừng. Đừng có chơi giải, dao không có mắt con. Cái này là đau đớn lắm, đổ máu, dơ. Dơ vậy, ghê lắm. Đúng rồi, chết bằng cách này mất vệ sinh lắm. Dơ lắm. Vậy thì tôi sẽ chết bằng cách này. Ghê hơn nữa. Cái này là lưỡi lè ra, mắt lồi ra, biến dạng xấu lắm. Muốn lắm con à? Vậy thì chết cách này thường lắm, không chết cách này. Cái gì nữa, còn nữa hả? Đây. Trời ơi. Chỉ có cách này thôi. Em và con em sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, ngủ giống ngủ mãi mãi, không biết đau đớn là gì. Được rồi, tôi sẽ chết. Tôi anh không được chết. Anh đừng gạt sức ép nhanh đúng không? Bây giờ muốn chết đúng không? Anh sẽ chết với em. Đúng. Em ơi, cái cuộc sống này giống vậy nó rất mệt mỏi lắm rồi. Em đừng làm nó phức tạp hơn nữa có được không? Đúng không? Anh chết đi. Anh chết đi rồi tôi cũng chết cho anh coi. Tôi cũng chết cho em thôi. Tôi đặt đầu chết em thôi. Mọi người tập trung lại nghe tôi thông báo đây. Vụ gì vậy chú? Chúng ta phải cùng nhau đi tiêm ngừa vaccine trị một cái loại dịch mới, bệnh teo não. Lẹ lên, chứ nếu không bị teo não là chết liền, hiểu chưa? Dạ chưa. Teo não là gì vậy chú? Mày bị não phẳng hả? Có hả? Bệnh teo não là gì nè? Não đang bình thường vậy đúng không? Cái có con virus á, nó xâm nhập vô,
cái bắt đầu nó ăn cái não nó teo đâu lại nó teo lại từ trái bưởi thành trái ớt đó là lúc đó sẽ chết chết không kịp ngáp chết liền tại chỗ cho nên đi tìm ngừa liền đi đi bây giờ hai đứa này nè hai tụi con ở nhà canh quán cà phê chú nha chú theo ông hai teo lên phường chích ngừa cái quá đi quá gì à tất cả đứng yên không có đi đâu hết sao vậy đứng yên không được manh động nó tự tử nữa không con không có tự tử nữa mình ơi ai đó mình phải lên phường chích teo não không mình teo não mình chết rồi anh ơi không chứ hồi nãy như tao nghe á là tụi bay đòi sống đòi chết đòi đập đầu đòi xiết cổ gì tự nhiên bây giờ sợ bệnh teo não làm chi đừng có đi chích gì con để đi đặng cho não tụi bay nó teo lại tụi bay cũng chết à giỡn thôi thôi hai vợ chồng con giỡn thôi đâu có rảnh đâu mà tự nhiên chết chứ hai à đúng rồi nãy giờ là tụi con bày trò cho vui thôi mọi người cùng vui mọi người có thấy vui không mình ơi thôi anh ơi lẹ lên đi hai đứa mình đi lên phường xếp hàng đi chích ngừa anh ơi chích ngừa không bị teo não chết đi nhanh bánh ú đẹp lên phường ăn em vừa yêu luôn bên ta cả khi ta khó khăn nhất vừa luôn luôn tin ta chăm sóc ta bao điều lục lọi tin nhắn móc túi từng xu nè nào có nào thì chắc sẽ như hoãn thư